rực rỡ một lần mà thôi. Rời xa dòng người nô nức, rời xa thành thị đôi chút, để ta được hòa mình với thiên nhiên và lắng nghe những câu chuyện. Còn nhiều thứ trên đời mình đi thôi trước khi thanh xuân nghỉ ngơi. Anh chị hãy follow kênh TikTok của Sinh Ma để nhận được thông báo khi có clip mới nhé.